Năm người trốn trên thùng xe chở lợn vượt chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng để trốn việc khai báo y tế và qua mắt lực lượng chức năng, năm người đã trốn trên thùng xe tải chở lợn để qua chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng. Đại diện lãnh đạo chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Bạch Đằng, thuế Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết, vào 22 giờ hôm nay, lực lượng chức năng phát hiện năm người trốn khai báo y tế. Theo đó, Xe tải chở lợn biển kiểm soát 98H00489 do tài xế người Bắc Giang chưa rõ danh tính điều khiển hướng thành phố Hải Phòng tới chốt kiểm soát cầu. Bạch Đằng. Lúc này chỉ mình lái xe xuống làm thủ tục vào tỉnh Quảng Ninh. Khi kiểm tra thùng xe chở lợn phát hiện 5 người cùng quê Bắc Giang đang trốn bên trong. Lợi dụng thời điểm ban đêm, những người này muốn qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên xe tải nào chúng tôi cũng kiểm tra kỹ càng. Trước mắt năm người này cùng lái xe được đưa về trụ sở công an TX Quảng Yên để lấy lời khai, vì lãnh đạo chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng cho hay. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.